Trong thế chiến thứ hai, các xạ thủ có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của xạ thủ là trinh sát, chống bắn tỉa và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị của đối phương cách xa hàng km. Vì độ khó cao nên số lượng các tay súng bắn tỉa không nhiều. Nào chúng ta cùng theo dõi bộ phim lính bắn tỉa của Liên Xô đấu với lính bắn tỉa Đức cực hay này nhé. Tại mặt trận phía đông, thời điểm đầu cuộc chiến, trước sức mạnh quân sự hiện đại và hùng hậu của Đức Quốc xã, Hồng quân Liên Xô chỉ biết đào hào mà phòng thủ, do các tay súng bắn tỉa và trinh sát trong đơn vị đã bị quân Đức tiêu diệt. Nên Trung úy chỉ hơi thò đầu ra một cái là bị xạ thủ đối phương xả đạn ngay lập tức. Lúc này mọi người chỉ biết chờ đợi viện binh tới, và trong đó có cả các xạ thủ. Trong khi ấy, lực lượng bổ sung đang trên đường tới chiến trường, các đoàn xe đang đi giữa đồng không mông quạnh thì bất ngờ bị máy bay Đức không kích. Do máy bay bay bổ nhào bất ngờ cộng với không có chỗ ẩn nấp nên cả đoàn xe bị oanh tạc tan tác. Trong tình thế cấp bách, binh nhì Cherin vừa lấy một khẩu súng bắn tỉa của đồng đội đã chết bắn thẳng vào máy bay, sau hai phát đạn thì chiếc cường kích bay mất hút. Ở tiền tuyến, thiếu tá và trung úy đang tính toán sự thiếu hụt nhân sự thì nhận được tin viện binh đã tới. Nhưng chưa kịp cười thì hay rằng sau vụ bị oanh tạc, cả đội giờ chỉ còn 4 người sống sót. Vừa đến tiền tuyến, Cherin và đồng đội được màn chào đón bằng đào hào. Bỗng nhiên Cherin nghe thấy tiếng hát rất hay mà không ai hiểu đó là ngôn ngữ thổ tả nào. Cherin đi hỏi thăm thì biết được người hát chính là điện báo viên Nikolai. Hóa ra hai người đều đến từ vùng đất Siberia có ngôn ngữ địa phương riêng, nên chỉ họ mới hiểu được ngôn ngữ đó. Đang hàn huyên với đồng hương thì Cherin được trung úy triệu tập, rồi lệnh cho Cherin bắn vào các bia nộm đã được dựng sẵn. Đầu tiên trung úy bảo bắn vào trán. Cherin nổ phát súng đầu tiên trúng giữa trán, tiếp đó trung úy lệnh bắn vào tim. Cherin nổ phát súng thứ hai lại trúng vào vai. Trung úy bảo tạm tạm thì Cherin trả lời: do kẻ địch không lộ cả thân mình, chúng chỉ nằm trườn trên mặt đất nên bắn vào vai sẽ xuyên xuống tim. Hóa ra Cherin từ nhỏ đã dùng lá thun cao su bắn chim nhiều rồi, do đam mê về chim nên kỹ năng về súng cũng khá hơn người. Lúc này trung úy cho Cherin biết tin rằng chiếc máy bay mà Cherin đã nổ súng đã rơi cách đây 2 km, phi công đã chết vì trúng đạn, rồi đề xuất Cherin làm lính bắn tỉa. Và tất nhiên Cherin đồng ý luôn. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì quân Đức pháo kích dữ dội. Mọi người chỉ biết ôm đầu trong hào đợi qua trận pháo, do áp lực trận mạc quá lớn. Một binh sĩ do yếu sinh lý liền chui ra khỏi hào: ê bọn phát xít, có giỏi thì bắn vào đít anh đây này. Đây này, bắn đi, thấy con mồi không những ngon mà còn ngu. Tổ súng máy của quân Đức xả đạn như xả hàng. Cũng may mà một đồng đội đã kịp lao lên kéo thanh niên tuổi lươn này xuống đất nên chỉ bị thương. Trung úy thấy vậy liền gọi Cherin lại, rồi đưa cho Cherin khẩu súng bắn tỉa để yểm trợ cho đồng đội. Hy vọng hạ được tên súng máy, Cherin tìm một vị trí thuận lợi, rồi đợi tới khi súng máy ngớt liền ngoi lên khỏi hào ngắm bắn. Ba tên lính Đức đang thay băng đạn thì bục bục bục, chỉ trong chớp nhoáng mà ba tên súng máy bị xuyên não mà chết. Làm cho tên lính bắn tỉa kỳ cựu của Đức là Sus không tin vào mắt mình, thế là đồng đội của Cherin được cứu thoát. Ai cũng bất ngờ về tài năng của Cherin, Sus và trợ thủ cứ nghĩ rằng mình đã tiêu diệt hết lính bắn tỉa của Nga rồi. Nhưng ba phát đạn cùng hướng nên chúng nghĩ Hồng quân có ít nhất là một tổ hai người. Thấy Cherin là người có năng lực, trung úy liền giao một nhiệm vụ mới cho Cherin. Đó là tiêu diệt quan sát viên của lính Đức. Nếu mất đài quan sát thì pháo binh của chúng sẽ mất chuẩn xác. Thời điểm là 9 giờ sáng có báo hiệu thì nổ súng, thế rồi đợi trời tối đến. Cherin và trợ thủ bắt đầu trườn vào lãnh địa của địch. Trên trời thì chúng bắn pháo sáng, dưới đất thì chôn đầy mìn nên hai người di chuyển hết sức là khó khăn. Mãi cuối cùng cũng tới nơi thì trời cũng đã sáng. Lúc này hai người nằm rình con mồi, đúng 9 giờ sáng, đồng đội ở hào nã đạn súng máy ầm ầm. Nghe thấy tiếng súng, một tên hoa tiêu Đức ở đài quan sát thò đầu ra, trợ thủ của Cherin tay run như lần đầu nắm tay gái. Bóp cò chậm trễ làm sượt mục tiêu, còn Cherin lúc này lấy ống bơ ra ngụy trang mục tiêu giả. Một tên lính bắn tỉa của Đức nhòm thấy ống bơ phản lại ánh sáng mặt trời cứ tưởng là con mồi rồi hí hửng nổ súng, vì thế hắn bị lộ vị trí, Cherin liền bóp cò tiêu diệt hắn ngay lập tức. Rồi lao xuống solo với tên chỉ điểm của Đức. Với bản lĩnh kiên cường của lính Hồng quân không những hạ đo ván tên phát xít, mà Cherin còn bắt sống rồi lôi hắn được về chiến hào. Sau khi được thẩm vấn, tên lính Đức cho biết là chúng đang có một đội viện binh lớn hùng hậu, bao gồm nhiều xe tăng và pháo. Để làm mù Hồng quân, bên quân Đức đã điều Sus là lính bắn tỉa xuất sắc đã tiêu diệt hết xạ thủ và trinh sát Hồng quân. Hôm sau Cherin được một trung úy béo gọi vào gặp. Trung úy nói do Cherin đã đạt được chiến công xuất sắc nên thích thưởng gì cũng được, nhưng thay vì chọn một em chân dài thì Cherin chỉ xin được thưởng mỗi cái gương không hơn không kém. Còn lúc này đơn vị báo cáo lên đại tá rằng có nhiều nghi vấn quân Đức sẽ tổ chức một đợt tấn công lớn và nó có một ý đồ chiến lược gì đó, và xin được cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng. Nhưng đại tá nói rằng rất có thể đó là đòn nghi binh để chúng tấn công mặt trận khác, yêu cầu cần phải trinh sát thêm chứng cứ. Thế là trung úy thành lập một tổ trinh sát, Cherin được lệnh tham gia với vai trò yểm trợ bắn tỉa. Nhiệm vụ của họ là vượt qua tuyến phòng thủ của quân Đức đã được giải đầy mìn, rồi sau đó tiến sâu về phía sau cứ điểm của địch. Đêm hôm ấy mọi người lên đường ngay lập tức, họ phải trườn trên bãi đất trống, phải vượt qua những hàng rào kẽm gai đã được lắp chuông chống trộm thế hệ 1.0 bằng ống bơ kèm sỏi. Lợi dụng trời tối vào thời điểm quân Đức đã mệt mỏi nên họ đã nhanh chóng vượt được qua tuyến phòng thủ.
Khi đi sâu vào phía sau, tổ trinh sát phát hiện cây cầu đã được gia cố rất chắc chắn, ắt hẳn là để phục vụ cho xe tăng và vũ khí hạng nặng vượt sông. Tổ trưởng quyết định sẽ vượt sông sang bờ bên kia coi có gì. Thế là bốn người lần lượt qua sông, nhưng bất ngờ tiếng súng vang lên. Mọi người lần lượt bị bắn hạ bởi tay súng xuất chúng sút. Do hắn đã ẩn nấp rất kỹ nên mọi người không biết hắn ở đâu. Nên các chiến sĩ Hồng quân chỉ biết trườn dưới rãnh ẩn nấp, người thì nấp sau gốc cây. Nhưng đây là sân nhà của bọn Đức, địa hình chúng nắm quá rõ nên các chiến sĩ lần lượt bị bắn hạ không thương tiếc. Cherin lấy chiếc gương lên soi đối phương thì bị bắn ngay lập tức, xác định được hướng bắn. Cherin phản đòn ngay sau đó làm cho sút tóe máu mặt. Rồi tiếp đó là một màn pháo binh chào đón Cherin. Mặc dù cố gắng chạy nhưng Cherin bị sóng xung kích hất văng ra bất tỉnh. Rồi sau đó bộ binh của quân Đức ra càn quét, xong lôi Cherin đi như một con lợn. Cherin bị áp giải đến gặp viên sĩ quan Đức. Hắn nói chỉ cần Cherin đọc văn bản kêu gọi đồng đội đầu hàng này trên đài phát thanh thì hắn sẽ cho ăn uống no say. Nhưng Cherin nói tao không biết chữ, nhưng tao có thể tự nói được. Thế là Cherin nói xì xa xì xồ toàn là ngôn ngữ Siberia địa phương làm bọn Đức ngớ người. Dù không hiểu ngôn ngữ nhưng thấy giọng điệu lạ, bọn Đức giật lại mic, rồi thay vì cho ăn cơm thì chúng cho ăn đòn. Xong ném Cherin vào phòng giam chẳng khác gì chuồng lợn, ở đây lạnh lẽo vô cùng. Cherin rét quá đành lấy cái áo của một đồng chí đã chết để mặc lên người giữ ấm cơ thể. Ở nhà lúc này điện báo đã giải mã được tín hiệu của Cherin nói qua đài phát thanh. Biết được tin tức có cầu lớn bắc qua sông, tôi chỉ còn lại một mình, hiểu rằng kế hoạch thất bại liền báo cáo lên sở chỉ huy. Bất ngờ lúc này tên súng bắn tỉa sút vẫn chưa chết, hắn đã may mắn sống sót do viên đạn đã sượt qua mặt. Tuy nhiên hắn vẫn được cấp trên hết lòng khen ngợi vì đã hạ gần hết nhóm trinh sát. Qua lời tên sút cấp trên lệnh áp giải Cherin vì nghi ngờ Cherin chính là xạ thủ bắn tỉa. Nhưng Cherin đã lợi dụng tên lính Đức sơ hở mà chạy trốn. Tuy bọn Đức đã tổ chức truy lùng có cả chó nghiệp vụ từ đêm đến sáng, nhưng với bản lĩnh kiên cường của người Siberia mà Cherin đã bơi qua sông trốn thoát. Qua bên sông bất ngờ hiện ra trước mắt là hàng trăm chiếc xe tăng và pháo hạng nặng. Cherin thấy một quả pháo chưa phát nổ, anh liền lôi đi để đánh sập cây cầu. Đúng lúc này có một người phía sau nói giơ tay lên. Rất may đây không phải quân Đức mà là một chiến sĩ du kích Liên Xô. Họ đưa Cherin về căn cứ. Thế là Cherin kể hết tất cả lại cho mọi người nghe. Thế rồi mọi người quyết định phải báo cáo lên sở chỉ huy. Nhưng để không bị lộ nên Cherin dùng ngôn ngữ bản địa Serbia thông tin với điện báo ở căn cứ. Ở căn cứ trung úy và mọi người sau khi giải mã biết được hết thông tin quân Đức chuẩn bị tấn công với bộ binh cơ giới cực mạnh. Nhưng họ báo lên sở chỉ huy chỉ vô ích, bởi Cherin đã bị bắt làm tù binh, chẳng ai đi tin một tù binh đã bị bắt cả. Mặc dù ở đây mọi người tin nhưng đại tá thì lại khác, rồi đưa ra mệnh lệnh Cherin cùng đội du kích phải phá hủy được cây cầu để cản bước tiến của giặc. Còn bên Đức lúc này thấy radio hát hò của Cherin với đồng đội cảm thấy bất an, để tránh đêm dài lắm mộng họ phải đánh nhanh thắng nhanh. Rồi ra lệnh sáng sớm hôm sau sẽ tấn công. Sáng sớm Cherin và đội du kích đã tiếp cận tới cây cầu, đồng đội đưa cho Cherin 2 viên đạn. Họ chỉ còn 2 viên duy nhất cho khẩu súng trường, còn ở trên mặt trận lúc này cũng bắt đầu khai chiến. Quân Đức mang súng cối ra bắn phá Hồng quân Liên Xô và uy hiếp tinh thần họ. Sau màn dạo đầu điên cuồng đến lượt bộ binh Đức ùa lên tấn công. Còn Hồng quân Liên Xô lúc này giữ vững đội hình, đợi quân địch đến đúng tầm ngắm rồi nổ súng làm chúng chết như ngả dạ. Nhưng với bản lĩnh của kẻ xâm lược cùng với trang thiết bị hiện đại, súng máy phát xít Đức tuôn ra làm Hồng quân chết nhiều không kém. Ở phía sau binh đoàn thiết giáp của Đức cũng đang di chuyển lên tiền tuyến, đội du kích đã gắn được bom vào chân cầu. Cherin từ xa ngắm bắn nhưng sực qua vỏ, bởi khẩu súng đó là súng trường không có ống kính ngắm, và lúc này chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng. Nghe súng nổ, tay súng sút truy tìm mục tiêu, thấy hình người hắn liền nổ súng làm mục tiêu đổ sụp xuống. Hắn cười thầm rồi chậm rãi đến nơi xem con mồi, thì bất ngờ đó chỉ là hình nộm, nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Đùng một cái sút ngã lăn ra đất chết, rồi Cherin từ một vị trí khác xuất hiện. Nhặt lấy cây súng của hắn ngắm bắn quả đạn pháo, đúng lúc đoàn xe tăng leo lên cầu thì quả đạn pháo phát nổ làm sập cây cầu. Thế là Cherin đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, còn ở bên mặt trận lúc này bất ngờ Hồng quân chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ sang tấn công, làm cho quân Đức chạy té rắm, rồi tấn công vào phòng tuyến hầm hào của địch, vũ súng máy luôn là mục tiêu nguy hiểm nhất. Nhưng trung úy đã bản lĩnh lao lên ném lựu đạn tiêu diệt chúng, rồi lao vào chiếm cứ các đường hào. Quân Đức tan vỡ, kẻ thì chết người thì chạy, chỉ trong một buổi sáng đã đánh tan quân địch, rồi bắt sống đại tá Đức. Thế là cuộc phản công đã thành công bất ngờ. Chiến công này góp phần không hề nhỏ của Cherin, bởi nếu xe tăng Đức mà sang sông được, thì với năng lực chống tăng sơ khai của Liên Xô ngày ấy, thì chỉ có lấy thân mình làm nền cho xe tăng Đức chạy. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, đã làm chết 85 triệu người. Nhà bác học Albert Einstein đã nói rằng: "Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra khi nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư, người ta sẽ dùng đá và gậy để ném nhau." Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đăng ký theo dõi kênh nhé. Mie tạm biệt các bạn. Các bạn có cảm nhận gì về bộ phim này? Hãy để lại bình luận phía dưới để Mie biết nhé. À, cũng nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.